Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, vào tối hôm qua 8 tháng 1 đã tạm giữ hình sự Trần Đình Duy 34 tuổi, trú tổ 8 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ, Hậu quả làm thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến lên trọng thương nhập viện. Theo thăm khám ban đầu, thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến lên bị chấn động não, gãy nền đốt gần ngón năm bàn tay phải, đa chấn thương phần mềm, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng 8 tháng 1, tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng do thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến lên làm tổ trưởng, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14B. Quá trình làm nhiệm vụ đến đoạn trước nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư số 8, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Tổ công tác phát hiện Trần Đình Duy chạy xe máy biển kiểm soát 43G1-42772 chở 15 cây sắt đi không đúng làng đường nên thiếu tá Nguyễn Hữu tiến lên ra hiệu dừng phương tiện. Thấy hiệu lệnh, Duy cho xe máy giảm tốc độ, tuy nhiên khi thiếu tá Nguyễn Hữu tiến lên đến kiểm tra thì lập tức Duy trồ ga, lao xe về phía trước. Xe máy của Duy tông và kéo lê thiếu tá Nguyễn Hữu tiến lên trên mặt đường khoảng 4 m Sau đó Duy bỏ chạy về hướng cầu vượt hòa cầm, bị người dân phối hợp cùng công an quần cẩm lệ tổ chức truy đuổi và bắt giữ. Theo thông tin cho biết, vụ việc trên đang được lực lượng công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đang vào cánh rừng rộng hàng trăm hecta trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để truy tìm nghi phạm giết người cướp của. Hiện tại, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An chia thành nhiều hướng, tiếp tục công tác truy tìm nghi phạm. Đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Long An được huy động để triển khai các phương án chốt chặn truy tìm nghi phạm. Liên quan đến vụ giết người cướp của tại huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh đang lẩn trốn ở Long An, ngày 8 tháng 1 tại ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm bỏ xe lẩn trốn, các lực lượng chức năng đang tìm theo dấu vết hung thủ. Trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm giết người, đến bây giờ, bà Huỳnh Thị Tuyết sinh năm 1973, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại câu chuyện. Theo bà Tuyết, lúc đó hơn 16 giờ ngày 6 tháng 1, nghi phạm dừng xe ở cửa hàng của mình để mua nước và thuốc lá. Nó đội nón đeo khẩu trang vải kín mít, lúc đó tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt, nhìn đôi mắt thấy sợ lắm, mà cách nó mua nước cũng khác với người thường, bà Tuyết nói. Bà Tuyết cho hay, sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó lâu lắm. Sau đó, hắn gọi mì tôm để ăn nhưng không ăn, để nở hết và phải đổ đi. Tôi thấy nó ngồi mệt mỏi lắm, đến hơn 20 giờ, tôi dọn hàng vào thì nó mới rời đi, bà Tuyết cho hay. Khoảng 30 phút sau, công an mới tìm hiểu thông tin và cho bà Tuyết xem hình nghi phạm. Lúc đó, bà Tuyết như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc với nghi phạm giết người man dợ hơn 4 tiếng đồng hồ. Hai ngày nay, nghe thông tin kẻ giết người lẩn trốn khu vực này, anh Minh Sa, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức lo sợ không dám đi thăm vườn. Sáng nay, thấy lực lượng công an đồng, an toàn nên mới dám vào thăm vườn tranh. Khi vào thăm vườn, tôi mới phát hiện bị mất tấm bạt che xe rùa trong vườn. Không biết có phải nghi phạm lấy hay không, nhưng tôi lo lắng, anh Sa nói." là người theo đạo Công giáo, hàng ngày 4 giờ dậy đi lễ sáng, nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Bùi Thị Ba, 64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm để xe trước nhà bỏ trốn, cũng không dám ra khỏi nhà lúc tờ mờ sáng nữa. Đây cũng là tình cảnh của các hộ dân xung quanh. Bà Ba cho hay, nghi phạm chưa bị bắt, có thể trốn quanh khu vực bà sinh sống nên gia đình lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng then cài, vì chưa bắt được nghi phạm nên trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa, xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật lên hết, rồi chó sủa thì mở camera lên để nhìn, bà chia sẻ. Theo bà ba, từ hôm qua đến giờ người dân không dám ra đồng, công an cũng kiểm tra kỹ lắm. Sau vườn bà ba cũng có những dấu chân mới quanh hàng rào, vỏ chuối để lại. Khu vực này đất rộng hàng chục hecta, chủ yếu trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Phía sau nhà bà Ba, cánh rừng hơn 10 hecta, lực lượng chức năng thông báo rộng rãi đến người dân địa phương để cảnh giác. Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an huyện Nhà Bè đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ tưới xăng tự thiêu sau khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn xảy ra vào đêm 7 tháng 1 Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay đơn vị tiếp nhận anh T vào lúc 22 giờ 37 phút ngày 7 tháng 1 trong tình trạng lơ mơ huyết áp khó đo do bỏng lửa toàn thân. Các bác sĩ chẩn đoán anh T bỏng lửa khoảng 99%, độ 3-4. Sau khi vào viện, anh T được điều trị tại khoa bỏng phẫu thuật tạo hình. Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 8 tháng 1, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận anh T đã không qua khỏi do bỏng quá nặng. Như thông tin trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 1, anh T bị cán bộ đội cảnh sát giao thông trực tự công an huyện Nhà Bè lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, nồng độ cồn trong hơi thở lớn hơn 0,4mg trên 1 lít khí thở tại chốt ở tổ 5 ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. 30 phút sau, khi cán bộ cảnh sát giao thông lập biên bản niêm phong xe máy, thì anh T quay trở lại chốt đo nồng độ cồn, rồi tẩm xăng tự thiêu. Toàn thân anh Tê bốc cháy, nguồn ngục, nạn nhân là hét dữ dội. Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân khu vực lao vào tìm cách dập tắt ngọn lửa, hỗ trợ đưa anh Tê đến bệnh viện chờ rẫy cấp cứu. Vụ người đàn ông tẩm xăng tự thiêu khi vi phạm nồng độ cồn đang được công an xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ một tuần sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tại bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa ở phía tây Nhật Bản, tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ dưới 0 độ C đã gây thêm khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ, trong khi người dân chưa rõ khi nào kế hoạch tái thiết có thể bắt đầu được triển khai. Ông Hisashi Ida, lãnh đạo một cơ quan cứu hỏa tại Kanazawa cho biết thách thức lớn nhất là không thể sới tuyết, máy móc sẽ không thể đi vào và việc đi bộ ở những nơi không bằng phẳng có tuyết tích tụ sẽ dễ kỳ thường tích, tôi nghĩ đây sẽ là một thảm họa thứ cấp và tôi rất lo lắng. Một danh sách mới được chính quyền tỉnh Ishikawa công bố ngày 8 tháng 1 cho thấy số người đang mất tích đã tăng từ 31 lên đến 281 ở thành phố Kashima, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi địa chấn. Với thống kê này, tổng số người mất tích sau thiên tai hiện là 323, trong khi đó 168 người đã được xác nhận thiệt mạng, theo dữ liệu được cập nhật hôm 8 tháng 1. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 8 tháng 1 cho biết, 500 người có thể tạm trú tại một trung tâm thể thao ở thành phố Kanazawa thuộc tỉnh Ishikawa. Nhưng cần thêm nhiều trung tâm tạm trú như vậy. Ông cũng cho biết chính phủ đang nỗ lực tìm phòng khách sạn cho người phải đi sơ tán. Hiện tại vẫn có hơn 2.000 người đang bị cô lập, trong khi nhiều người khác phải chịu cảnh không có điện và nước, hoặc buộc phải trú ẩn tại các địa điểm tạm trú đông đúc. Truyền thông tại Nhật Bản đưa tin khoảng 18.000 hộ gia đình ở Ishikawa vẫn không có điện tính đến ngày 8 tháng 1, trong khi hơn 66.100 hộ gia đình không có nước hôm 7 tháng 1. Ông Kishida thông báo chính phủ sẽ trích 4,71 tỷ yên từ dự phòng ngân sách nhà nước cho các nỗ lực tái thiết. Song thời tiết khiến việc tái thiết trở thành một nhiệm vụ nguy hiểm, với dự báo thời tiết cho thấy khu vực chịu ảnh hưởng của động đất sẽ có nhiều tuyết và mưa hơn trong những ngày tới ông hiroe kawabe một cư dân tại kanazawa cho biết người dân vẫn chưa được thông báo về thời điểm công tác tái thiết sẽ bắt đầu diễn ra khi nào việc tái thiết sẽ bắt đầu khi nào nhà ở tạm thời sẽ được xây dựng chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào